quân đội Việt Nam Cộng hòa những bài học đắt giá của một đoàn quân thua trận kể từ khi thành lập cho đến thất bại tai tiếng của mình vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 quân đội Việt Nam Cộng hòa liên tục bị cả kẻ thù lẫn đồng minh chỉ trích đối với phe cộng sản quân đội Việt Nam Cộng hòa là đội quân bù nhìn của ngoại bang là tấm màn che chắn cho sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ vào Việt Nam đối với các đồng minh thân thiết của mình quân đội Việt Nam Cộng hòa bị nhiều báo cáo của các cố vấn quân sự Hoa Kỳ chỉ trích chỉ là một con hổ giấy một mớ hồ lốn tha hóa và tham nhũng, kém hiệu quả và thiếu tinh thần yếu nước. Một lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam thậm chí còn tức giận lên tiếng rằng họ không muốn chiến đấu, ngoại trừ thiểu số, hầu hết quân lính thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều không có tinh thần chiến đấu, thậm chí có người bỏ chạy ngay cả khi giao tranh với những nhóm Việt Cộng. Những cáo buộc tiện lợi này nhanh chóng được cả hai bên Cộng sản và Hoa Kỳ lợi dụng Đối với quân đội Bắc Việt, đây là một cơ hội không thể rõ ràng hơn để hạ thấp tính chính danh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và sự ủng hộ của người dân Việt Nam Việt Nam dành cho họ. Đối với Hoa Kỳ, đổ lỗi cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa là cách tốt nhất để lý giải một cách ít nhục nhã nhất cho thất bại của họ trong chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến tốn kém nhất mà Hoa Kỳ từng tham gia sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên cũng vì lý do đó, ít tài liệu quân sự nào thực sự phân tích rõ các yếu tố khách quan dẫn đến tính kém hiệu quả của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và bài học hậu thế có thể học được. Bài viết này hy vọng có thể tóm lại được một vài vấn đề mà người viết cho là quan trọng. Tinh thần chiến đấu dẻo dã. Đối với nhiều quân nhân quân đội Việt Nam Cộng hòa, mối liên hệ giữa họ và giới lãnh đạo chính trị Sài Gòn không được tốt đẹp cho lắm. Theo họ, chính quyền Sài Gòn rất kém cỏi và thiếu hiệu quả trong việc quản lý các nguồn lực quân sự, khiến cho quân nhân phải tự lo nghĩ đến các nhu cầu thiết yếu hàng ngày và vì vậy bị sao nhãng khi thực hiện nhiệm vụ. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa có truyền thống luôn luôn phàn nàn về chất lượng cuộc sống trong quân ngũ, đặc biệt khi so sánh với quân đội Hoa Kỳ. Điều này được thể hiện khá rõ trong bình luận của Đại úy Trâm Bửu, phát ngôn viên cho tướng Nguyễn Việt Thanh và Nguyễn Hữu Hạnh vào năm 1973. Quân đội Hoa Kỳ đang rút khỏi Việt Nam và chúng ta kỳ vọng quân nhân Việt Nam Cộng Hòa phải đảm nhận hoàn toàn vai trò mà Hoa Kỳ để lại. Nhưng hãy nhìn vào chất lượng cuộc sống của quân nhân Hoa Kỳ. Họ có mức lương tốt, chế độ dinh dưỡng tốt, được hỗ trợ với các quân trường và ở nhà tốt. Họ không phải lo lắng về sự an toàn của gia đình họ khi họ tham gia chiến dịch. Họ có những kỳ nghỉ phép, đôi khi còn được phép về thăm nhà. Hãy nhìn các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi không được hỗ trợ, thu nhập thấp, phải sống trong tình trạng thiếu thốn ngay cả khi được cho nghỉ phép. Và chúng tôi phải đối mặt với sự thật là kỳ quân ngũ của mình chưa biết đến bao giờ sẽ chấm dứt. Một lập luận có phần ích kỷ trong chiến tranh như thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang đánh thay trận chiến của người Mỹ. Vậy nên không khó hiểu vì sao Hoa Kỳ khó chịu cách tiếp cận này. Nhiều người cho rằng quân đội Việt Nam Cộng hòa đang dành quá nhiều thời gian để phàn nàn về chất lượng cuộc sống, không hề quan tâm đến việc chiến đấu chống lại quân cộng sản để bảo vệ sự tồn tại của nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Một cựu đại tá quân đội Hoa Kỳ từng phục vụ nhiều năm tại Việt Nam tức giận nói: "Vấn đề không phải ở chỗ quân nhân Việt Nam Cộng hòa có được ăn no hay ở nhà đẹp hay không, vấn đề là ở chỗ họ có thật sự muốn chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam." để mọi người dân của quốc gia này được cơm no áo ấm hay không, và tôi nghĩ là họ không quan tâm đến điều đó. Điều này không có nghĩa rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một đội quân tệ hại. Các chuyên gia và cố vấn quân sự Hoa Kỳ đều nhận định rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa không chỉ sở hữu khí tài quân sự với chất lượng vượt trội hơn. Một bình luận có vẻ khá chủ quan vì Hoa Kỳ là người hỗ trợ hoặc bán những vũ khí này cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng có kỹ thuật chiến đấu hiện đại, hiệu quả và ít tốn nhân mạng hơn so với các chiến thuật quân sự cổ điển mà quân đội Bắc Việt hay áp dụng. Song điều này vẫn không đủ để ngăn quân đội Việt Nam Cộng Hòa trở thành một tập hợp rời rạc, dẹo dã và thiếu tinh thần chiến đấu. Phân tích một cách khách quan đây là hệ quả của chính sách quân sự và tổ chức thể chế yếu kém cho thời chiến của chính quyền Sài Gòn. Tỷ lệ đào ngũ cao nhất lịch sử quân sự hiện đại thế giới Các sử gia quân sự thường xem tỷ lệ đào ngũ là một chỉ số để nhận diện tính kỷ cương, hiệu quả và tinh thần chiến đấu của một đội quân. Tại miền Nam Việt Nam, tỷ lệ đào ngũ luôn là một cơn ác mộng. Theo một báo cáo chính thức của Hoa Kỳ, tỷ lệ đào ngũ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1968 lên đến 17,7 người trên 1.000 quân nhân. Nếu đây là con số chính xác, tỷ lệ đào ngũ của quân đội miền Nam Việt Nam có thể xem là cao nhất trong lịch sử quân sự hiện đại thế giới, bao gồm cả các cuộc chiến tranh tàn khốc như đại nhất và đại nhị thế chiến. Để tìm hiểu nguyên do, cũng trong năm 1968, tổ chức cố vấn quân sự Hoa Kỳ thực hiện một cuộc khảo sát dành cho quân nhân quân đội Việt Nam Cộng hòa để tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề đào ngũ. Với số phiếu trả lời lớn và áp đảo, các nhóm bộ binh quân đội Việt Nam Cộng hòa cho rằng rất nhiều nguyên do, bao gồm việc họ không được tiếp xúc thường xuyên với gia đình, các chiến dịch liên khu kéo dài quá lâu và rời xa khu vực đóng quân thường trực của họ, và đóng góp của họ không được tưởng thưởng xứng đáng, vân vân. Các báo cáo khác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho thấy các cố vấn quân sự Hoa Kỳ hiểu được thực trạng rằng rất nhiều quân nhân Việt Nam Cộng hòa có gia đình làm nông, thường xuyên bỏ đơn vị để về phụ giúp gia đình, đặc biệt là trong mùa vụ thu hoạch. Sau đó họ mới trở lại đơn vị hoặc đôi khi báo danh với đơn vị gần gia đình hơn. Trong khi đó, pháp luật liên quan đến mô hình quản lý quân ngũ của Việt Nam Cộng hòa quá cứng nhắc, gây phương hại lớn đến hình ảnh quân đội trong mắt công chúng cũng như tới tinh thần chiến đấu của quân đội. Ví dụ bắt đầu từ năm 1957, cơ quan chỉ huy quân đội Việt Nam Cộng hòa và chính quyền Sài Gòn sẽ xếp một cá nhân vào danh sách đào ngũ bất kỳ khi nào khi người này không có mặt trong các buổi duyệt binh sáng. Đây là một biện pháp quản lý quân ngũ khá bất thường vì ngay cả quân đội Hoa Kỳ cũng chỉ xác định được những quân nhân không duyệt binh sáng nằm trong diện vắng không phép. Tháng 7 năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục ban hành chính sách mới với mục tiêu tách hoàn toàn quân nhân Việt Nam Cộng hòa ra khỏi vùng đóng quân, quen thuộc gần với gia đình, bạn bè hay khu vực thành thị. Thậm chí trong một số trường hợp, đây cũng là nơi các quân nhân tìm được các nguồn thu nhập từ hoạt động làm thêm, vân vân. Chính sách kỳ vọng rằng tách rời quân nhân hoàn toàn khỏi gia đình sẽ khiến họ buộc phải ở lại với đơn vị của mình. Tuy nhiên, chính sách này lại có tác dụng ngược, nhiều người thậm chí bỏ trốn và tỷ lệ đào ngũ chỉ càng tăng cao hơn. Chính sách quân dịch lạc hậu. Để tham gia một cuộc chiến hiệu quả, một quốc gia cần kiểm soát toàn diện và chắc chắn đối với nguồn cung nhân lực của mình. Do không thành công trong việc hạn chế tỷ lệ đào ngũ, chính quyền Sài Gòn chỉ còn cách vét quân để duy trì quân số mà họ nghĩ là cần thiết để duy trì cuộc chiến với phe Cộng sản. Để hoàn thành nhiệm vụ này, chính phủ Việt Nam Việt Nam cho thi hành một trong những chính sách quân dịch bắt buộc và luân chuyển quân vụ lạc hậu nhất thế giới. Tính đến năm 1968, có một trên 6 đàn ông trưởng thành tại miền Nam Việt Nam đang phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, với tổng số lượng quân nhân lên tới 700.000 người. Để hình dung ra quy mô cách thức huy động này, chúng ta biết rằng nếu sử dụng chính sách quân dịch tương tự với chính quyền Sài Gòn, Hoa Kỳ có khả năng gửi đến Việt Nam 8 triệu quân mỗi năm. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, chính sách quân dịch tại miền Nam Việt Nam lại ngày càng gắt gao hơn, cơ chế hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho sinh viên đại học bị sửa đổi, bắt buộc nhiều sinh viên tham gia quân ngũ hơn, Tuổi tuyển quân bị kéo dài ra thành 18 đến 33 tuổi, tuổi xuất ngũ dành cho quân nhân phục vụ trong các vị trí kỹ thuật lên đến 34 tới 45 tuổi. Mọi cựu chiến binh sẽ bị gọi trở lại quân dịch nếu còn trong độ tuổi phục vụ. Chính sách mới cũng cấm toàn bộ các trường hợp miễn nghĩa vụ dựa trên các lý do khác nhau như tôn giáo hay đang tạm trú ở nước ngoài. Làn sóng phản chiến trong học sinh, sinh viên một phần được làm bùng phát từ các tiếp cận nói trên của chính quyền Sài Gòn. Kén chọn thực phẩm Napoleon đừng nói, quân đội di chuyển bằng bụng, nhưng có vẻ kể cả việc này quân đội Việt Nam Cộng hòa cũng thực hiện không tốt như quân đội Bắc Việt và mặt trận giải phóng. Trong chiến tranh Việt Nam, các nhóm quân cộng sản lừng danh với khả năng bám đất mà sống, với nguồn viện trợ lương thực khó khăn từ miền Bắc, phe cộng sản vẫn có khả năng di chuyển nhanh và sâu vào các khu vực đồi núi, rừng rậm để tránh né các cuộc hành quân của quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa. Giới quân sự Bắc Việt tiết lộ rằng các cán bộ cộng sản thường vận động những người dân có cảm tình với cộng sản tại địa phương cho thóc, gạo và lương thực. Trong những trường hợp đặc biệt, vũ lực có thể được sử dụng, tuy nhiên do khẩu phần của quân Cộng sản thường rất tối giản, chỉ một vắt cơm nắm và muối trong một ngày hành quân, và vì vậy rất khó để phát hiện ra hoạt động xin, thu mua hay cưỡng bức lương thực địa phương của họ. Ngược lại, thực phẩm luôn là vấn đề với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Dù họ chiến đấu ngay trên lãnh thổ của mình, hầu hết các quân nhân bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đều không hài lòng với khẩu phần quân đội về mặt số lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa thường xuyên dựa vào nguồn thức ăn chia sẻ từ quân đội Hoa Kỳ nếu cả hai cùng thực hiện chung chiến dịch thông qua hệ thống bằng hữu một cơ chế chia sẻ lương thực không chính thức nhưng được quân nhân Hoa Kỳ thực hiện để thể hiện thiện chí và đồng lòng vì mục tiêu chung của hai quân đội tuy nhiên khi thực hiện chiến dịch một cách độc lập quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cũng thường từ chối dùng khẩu phần chiến dịch và ưa thích khẩu phần loại A hơn một loại khẩu phần cho phép các nhóm quân mua thịt và rau tươi từ các cửa hàng địa phương để nấu ăn Việc này đi kèm với các rủi ro an ninh có thể làm lộ thông tin hành quân và vị trí đóng quân. Song cố vấn quân sự Hoa Kỳ vẫn buộc phải cho phép hoạt động này diễn ra. Một quan chức thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa diễn giải rằng chế độ dinh dưỡng hàng ngày rất quan trọng đối với người Việt Nam. Rằng họ đã quen với những món ăn truyền thống giàu dinh dưỡng và rau xanh, họ muốn phát bệnh với việc bị ép phải dùng thịt và đậu hộp nhập khẩu từ Mỹ. Không chỉ vậy, tình trạng tham ô, tham nhũng trong hoạt động phân bổ lương thực quân đội cũng khiến cho tinh thần chiến đấu tồi tệ hơn. Một trong những ví dụ cho thấy vấn đề này là các phần khẩu phần tài trợ mà Hoa Kỳ dành cho quân đội Việt Nam Cộng hòa, ít khi đến tay quân nhân. Với tất cả sự tôn trọng, vẫn khó có thể cho rằng quân đội Việt Nam Cộng hòa và giới cầm quyền tại Sài Gòn đã hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý và chiến đấu của mình. Tham nhũng, thiếu vắng lý tưởng và niềm tin, cũng như các sai lầm chính sách khiến cho họ trở thành một tập hợp rệu rã ngay sau khi quân đội Hoa Kỳ rời Việt Nam. Dù đó là định mệnh hay bị Hoa Kỳ phản bội, nó cũng là một bài học đắt giá cho hậu thế.